cũng như nói chuyện hơn nữa. Tập thể Liên Á 2003 xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể cô đã dìu dắt chúng mình. Vâng, chúng ta cho một tràng pháo tay thật lớn đi ạ, để cảm ơn các thầy cô của chúng ta. Vâng, bọn em xin cảm ơn các thầy các cô ạ. Món quà nhỏ nhỏ nhưng đó là tình cảm thân thương nhất, tình cảm mà chúng em những người học trò vâng tinh nghịch và hồn nhiên của năm học 2003 chúng em muốn được người đặt tới các thầy cô trong nhà trường với một lời cảm ơn trân trọng nhất. Vâng, và tôi sẽ rằng những giây phút này đây chúng em không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn và hy vọng rằng sẽ có nhiều cơ hội để chúng em được. Buổi thành công của buổi lễ ngày hôm nay. À, tí nữa gửi Zalo cho. Các thầy các cô ơi. 1 2 3. Xin chúc thầy cô cùng các bạn mong nhé. À, hết à? Chơi luôn hết luôn hết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.